Là mẹ chị không có bao giờ mà tiên về những cái liên quan đến thẩm mỹ viện, cũng cản nhiều lắm, sợ là con bị lừa. Là cô quá bất ngờ, cô không tin tưởng là con cô đã trốn căng đến mức độ là 13 cân 7. Ôi chị Kiều. Dạ. Trời ơi, chị khỏe không? Lâu quá không gặp. Ôi bữa nay mình dắt cả gia đình mình đây đây luôn rồi. Hôm nay chị với ông xã, với mẹ, với con trai chị đến tặng quà cho em để cảm ơn. Trời ơi, chị tặng quà em ngại quá à. Không sao đâu, nhận đi. Dạ em cảm ơn chị nha. Rồi chắc con mời gia đình mình ngồi xuống luôn nha. Rồi chị Kiều chắc em mời là chị đứng chung với em chút xíu ha, để em phỏng vấn hiệu quả của mình á. Chị thật sự rất là cảm ơn bên em. Chỉ có 2 tháng để mà làm cái liệu trình, nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại cho chị là ngoài cái sự mong đợi. Chính xác là chị đã giảm được 13,7. Trước đó thì mẹ chị cũng tìm rất là nhiều phương pháp, đặc biệt là mua lá về nấu thì những cái điều đó nó không hiệu quả. Nó cũng cho chị giảm được 2 kg, 2 đến 3 kg thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Đó chị cũng trao đổi với bạn của chị, thì đúng là người thật việc thật, chị thấy là bạn chị cũng trước nó cũng béo lắm, sau đó thì chị thấy nó giảm hẳn mỡ. Mình thấy rõ ràng như vậy thì mình mạnh dạn hơn, mình đến để mình làm. Trong cuộc sống của mình thì chắc nó cũng sẽ có nhiều sự thay đổi như chị ha. À, đúng rồi em, chắc chắn rồi. Ngày trước mình trầm cảm, mình tự ti bao nhiêu thì có lẽ là bây giờ chị tự tin bấy nhiêu, mình xinh đẹp hơn, và cái cân là gần như là để trong phòng ngủ luôn, mỗi ngày là cân luôn. Chứ ngày trước là chị thấy cái cân là chị sợ cái áp lực, đúng không? Áp lực về cân nặng. Nhưng bây giờ mình đẹp rồi đó, ngày nào bước lên cân thì mình cũng thấy con số nó đều đẹp hết. Đều đẹp. Nhưng mà đồ thay đổi vậy là chắc là anh cũng dẫn mình đi mua phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Kiểu như hồi xưa là kiểu cũng lăn tăn là không biết size vợ mình là size nào để mà mua cho nó phù hợp. Bây giờ vô tiệm mình cứ nói là lấy cái size nhỏ nhất là để em về là thế nào cũng vừa. Dạ, vậy là lúc đó là mình cũng ủng hộ chị Kiều đi làm đúng không anh? Chính xác, ủng hộ về chi phí lẫn tinh thần luôn em. Cô Hiến ơi, cô là mẹ ruột của chị Kiều á, khi mà chị giảm béo xong rồi thì mình nhìn thấy như vậy thì mình có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào cô? Cô suy nghĩ là cô quá bất ngờ, cô không tin tưởng là con cô đã trốn căng đến mức độ là 13 cân 7. Thành ra nãy giờ chị biết sao không, em nhìn cô quen quen mà không có dám hỏi. Tại vì mẹ chị giải khách đến đây cho nên chị nhớ lại, chị rất là buồn cười là tại vì sợ là con mình bị lừa. Tại vì một phần là mẹ chị không có bao giờ mà tiên về những cái liên quan đến thẩm mỹ viện, rồi mẹ chị cũng cản nhiều lắm. Khi mà mẹ Kiều của con nè là giảm béo xong rồi, dáng rất là đẹp rồi, về nhà con có khen mẹ nhiều hơn trước không? Dạ, con cũng thường xuyên khen mẹ đẹp. Với lại con cũng rất bất ngờ vì mẹ giảm trong vòng 2 tháng mà mẹ giảm rất là nhiều. Tính tình của mẹ nó không còn khó chịu nữa mà mẹ hiền hơn. Hiền hơn ạ, giờ mẹ thành cô Tiên rồi phải không? Chị Kiều, em cảm ơn về món quà ngày hôm nay của gia đình mình. Đó, cũng cảm ơn chị là đã đưa cả gia đình của mình đến đây, một phần là để thăm khám lại cái liệu trình của mình này, cái kết quả của mình, và một phần là để thăm tất cả tụi em ở trên đây luôn. Đó thì bây giờ là mình đã lấy lại được cái vóc dáng như ngày xưa của mình rồi, thì em cũng xin chúc chị là mình sẽ giữ được cái vóc dáng này của mình mãi nè, rồi sức khỏe của mình thật là tốt này, và đặc biệt là cuộc sống của mình ngày càng thăng hoa hơn nhiều nữa. Dongbang Fastload Booster, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới. Bước 1, đo chỉ số body với hệ thống máy công nghệ cao. Bước 2, lên phác đồ huyệt đạo cá nhân hóa, phục hồi sự trao đổi chất ở 8 hệ cơ quan chức năng, tăng cường đốt calo dư thừa, giúp khí huyết lưu thông, cải thiện bệnh lý nền cũng như các bệnh lý do béo phì gây ra. Bước 3, thủy châm siêu vi bào Martin Duo, chống đích vùng mỡ thừa cần giảm. Bước 4, khuếch tán cực đại siêu vi bào Martin Duo đến các mô mỡ tập trung theo vùng cả ngày lẫn đêm để ly giải mỡ thành carbon hydrate và chất lỏng đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết tự nhiên. Viện thẩm mỹ Korea 15 năm vững vàng vị thế, một trong những thương hiệu giảm béo top đầu châu Á, tự hào thực hiện hơn 150.000 ca thoát béo thành công, vinh dự trở thành thành viên thứ 73 trên toàn thế giới, chính thức sáp nhập vào siêu tập đoàn thẩm mỹ đa quốc gia Dongbang Medical Hàn Quốc và đổi tên thành tập đoàn giảm béo Dongbang Medical Hàn Quốc. 36 năm hình thành và phát triển cùng sự dẫn dắt tài tình từ chủ tịch tập đoàn Kim Kyun-sik. Dongbang Medical đạt nhiều giải thưởng danh giá, công ty toàn cầu tốt nhất, sản phẩm và nhà sản xuất hàng đầu thế giới, các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nobel. Với 6 nhà máy dược mỹ phẩm khổng lồ trải dài trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, hơn 200 giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học, hóa sinh học từ các bệnh viện và đại học y nghiên cứu cùng hàng ngàn nhân sự vận hành. Tập đoàn giảm béo Dongbang Medical Hàn Quốc, tổng đài 1900 0361.